Vạn tuế mini bonsai hàng củ to bạn ơi. Số lượng thì rất là nhiều. Đây anh ơi, em chọn cho anh hai cây này gọi là nhất phẩm luôn. Thứ nhất là củ rất là to ạ. Đây nhìn cái chiều dài của củ tầm gần 20 cm. Hai nữa là cây nó nhiều lá nha anh nhá. Lá xanh đẹp, không bị hỏng lá. Lá rất là nhiều, đẹp. Đây, cũng cùng là một loại như thế nhưng mà các cái cây trong này thì sẽ không đẹp bằng hai cái cây mà em vừa chọn ra. Anh ưng thì em gửi chính xác hai cây này luôn ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây vạn tuế củ to nhá. Cây rất đẹp. Các bạn mà không được đến được tận nơi thì mình sẽ chọn ra những cái cây mà đẹp nhất, sau đấy quay chụp chi tiết cụ thể cho các bạn. Các bạn ưng thì sẽ gửi chính xác những cây đấy luôn ạ. 097 797 3535 bạn nhé. Cảm ơn bạn.